Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Bản tin sáng nay sẽ mở đầu bằng một số tin tức trong nước đáng chú ý. Căn cứ đề nghị của Ủy ban bầu cử các địa phương, Hội đồng bầu cử quốc gia đã cho phép một số khu vực bỏ phiếu của 12 tỉnh thành phố được tiến hành bầu cử sớm. Hội đồng bầu cử quốc gia đã cho phép một số khu vực bỏ phiếu của 12 tỉnh thành phố, gồm thành phố Hải Phòng, Cần Thơ và các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Đắk Nông, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình và Nghệ An được tiến hành bầu cử sớm trước ngày bầu cử. Theo đó, Ủy ban bầu cử ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức ở địa phương khẩn trương lên kế hoạch phương án tổ chức việc bỏ phiếu sớm và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử. Các tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu sớm biết về ngày bầu cử sớm đã được Hội đồng bầu cử quốc gia xác định, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương. Thời gian bỏ phiếu, việc kiểm phiếu và bảo quản hòm phiếu, phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu sớm được thực hiện theo đúng quy định. Biên bản kết quả kiểm phiếu ở khu vực bỏ phiếu sớm phải được tổ bầu cử niêm phong, gửi đến các ban bầu cử tương ứng và Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, chậm nhất là 3 ngày sau ngày bầu cử sớm. Trường hợp đặc biệt, do khoảng cách địa lý cách trở, do thiên tai, mưa bão, lũ lụt mà tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu sớm không thể gửi biên bản kết quả kiểm phiếu theo thời hạn nêu trên thì có thể gửi muộn hơn, nhưng chậm nhất là ngày 26 tháng 5 năm 2021. Theo Tổng cục Thuế, trong 4 tháng đầu năm 2021, thu từ cả 3 khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ và đạt tiến độ thu khá so với dự toán. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 4 tháng năm 2021 đạt 53.191 tỷ đồng, bằng 35,9% dự toán, tăng 3,3% cùng kỳ. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85.167 tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán và tăng 9,3% cùng kỳ. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 109.541 tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán và tăng 37,2% cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách đạt khá là do tình hình kinh tế quý 1 năm 2021 tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng thu 4,48%, tương đương với quý 4 năm 2020. Bên cạnh đó, do nhu cầu tiêu dùng trong nước những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 tăng cao trước dịp Tết Nguyên đán đã tạo đà cho nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2021. Ngày hôm qua mùng 5 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021. Công tác phòng chống dịch COVID-19 là nội dung đầu tiên được Chính phủ ưu tiên xem xét tại phiên họp. Thủ tướng lưu ý, hiện nay số ca nhiễm mới, ca tử vong trên bản đồ dịch bệnh thế giới tiếp tục tăng, việc nhập cảnh cư trú trái phép có xu hướng tăng lên trong thời gian qua. Xuất hiện tư tưởng chủ quan lơ là, mất cảnh giác của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân. Công tác quản lý cách ly tập trung sau cách ly khi về địa phương còn bất cập. Biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh, khó phát hiện, diễn biến phức tạp. Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, Thủ tướng nêu rõ phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng quan điểm chỉ đạo mới, tạo cơ sở cho tổ chức thực hiện. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công. Thủ tướng yêu cầu thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo, nhắc nhở của Chủ tịch nước, chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng cho rằng phải chống hai khuynh hướng, một là lơ là chủ quan mất cảnh giác và hai là hoảng sợ hoang mang, dao động hoặc cực đoan. Vì vậy, phải tỉnh táo, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành xử lý tình huống dựa trên thực tiễn. Bộ Y tế quyết định kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày. Quyết định kéo dài thời gian cách ly được áp dụng ngay từ ngày 5 tháng 5 năm 2021 với những người có tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và virus học, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung đối với người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.
Như vậy, thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ kéo dài 21 ngày thay vì 14 ngày so với trước đây. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị tất cả các địa phương tổ chức đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, bao gồm tiến hành tổng rà soát các trường hợp là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, rà soát những người làm việc tại các cơ sở kinh doanh vũ trường, bar, karaoke, massage và các đối tượng khác để tiến hành xét nghiệm tầm soát các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng. Sở Y tế các địa phương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Thực hiện bàn giao những người thực hiện xong cách ly cho các địa phương nơi họ sinh sống đúng theo quy định. CDC các địa phương nhận bàn giao cần thực hiện triệt để việc giám sát, theo dõi y tế đối với những trường hợp này trong 7 ngày tiếp theo. Về tình hình dịch COVID-19, sáng nay mùng 6 tháng 5, Bộ Y tế ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Như vậy đến nay, nước ta ghi nhận 3.030 ca bệnh nhân COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 40.736 người. Trong ngày mùng 5 tháng 5, có thêm 90.417 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Như vậy, tính đến 16 giờ ngày mùng 5 tháng 5, cả nước đã có 675.956 người tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và đợt 2. Tình hình dịch COVID-19 tại các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng diễn biến đáng lo ngại. Một số nước liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức kỷ lục. Tại Lào, đến nay đã ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 ở 15 trên 18 tỉnh, thành phố, trong đó có 9 tỉnh biên giới giáp với Việt Nam. Chính phủ Lào đã quyết định kéo dài thời hạn phong tỏa toàn quốc đến ngày 20 tháng 5 để ngăn làn sóng dịch COVID-19 thứ hai lây lan. Số ca nhiễm mới tại Campuchia cũng tăng cao trở lại, kỷ lục là hôm qua với 938 ca, tâm dịch là thủ đô Phnom Penh. Còn tại Thái Lan, từ đầu tháng 4, số ca nhiễm mới luôn ở mức 4 con số, kỷ lục có ngày ghi nhận 2.800 ca. Đây cũng là con số được ghi nhận tại Malaysia, hiện nước này vừa quyết định dừng chương trình hành lang đi lại ở các vùng xanh không có ca nhiễm tới khi có thông báo mới. Philippines đã vượt 1 triệu ca nhiễm từ cuối tháng 4 và buộc phải duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt thêm 2 tuần cho đến giữa tháng 5. Trong khi đó, Indonesia vẫn là quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 1,6 triệu ca nhiễm. Các ca nhiễm gần đây đã có cả biến chủng từ Ấn Độ và Nam Phi. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh. Hôm qua, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 đã đến tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Hòa An. Tham dự có 255 cử tri đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể và cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn. Theo đó, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh, gồm các đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Cao Bằng. Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa 14. Đồng chí Đoàn Thị Lê An, Bí thư chi bộ, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nông Thị Hương, Phó Bí thư chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp 1, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nông Minh Thắng, Phó Bí thư chi bộ Tổng hợp, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng tỉnh ủy đã tiếp xúc cử tri tại hai điểm, Ủy ban nhân dân huyện Hòa An và xã Hoàng Tung. Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt quá trình công tác của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1. Trên từng cương vị công tác, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, khẳng định sẽ luôn không ngừng phấn đấu, đem hết khả năng trí tuệ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, tích cực gắn bó với nhân dân, tiếp thu và phản ánh trung thực khách quan những ý kiến xác đáng của cử tri địa phương tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành. Qua đó làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương đất nước. Đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương, tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp cùng Quốc hội trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo quốc phòng an ninh địa phương đất nước. Tiếp tục tổ chức thực hiện việc tháo gỡ các điểm nghẽn, thực hiện hiệu quả 3 nội dung đột phá, 3 chương trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
tập trung phát huy thế mạnh của tỉnh, trong đó triển khai các chương trình dự án trọng điểm như chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tiếp tục đề xuất các nguồn lực đầu tư từ trung ương để sớm hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng. Triển khai dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh. Xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững. Cử tri huyện Hòa An bày tỏ tin tưởng tín nhiệm, đánh giá các ứng cử viên đại biểu Quốc hội có trình độ chuyên môn, phẩm chất, đạo đức cách mạng, đủ điều kiện ứng cử theo quy định của pháp luật, phấn khởi đồng tình đối với chương trình hành động của các ứng cử viên. Mong muốn sau khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ quyết tâm quyết liệt đưa chương trình hành động vào thực tiễn, xứng đáng là người đại biểu nhân dân, tận tâm cống hiến cho nhân dân, đất nước và địa phương. Cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng đường giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, điện lưới quốc gia. Quốc hội xem xét điều chỉnh các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề tội phạm tuổi vị thành niên. Xem xét nghiên cứu xây dựng luật người cao tuổi, ban hành các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Đầu tư tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã, đảm bảo các tiêu chí đề ra, có cơ chế chính sách hỗ trợ triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế phù hợp với đặc thù địa phương, quan tâm ban hành chế độ chính sách hỗ trợ đồng bào vùng cao, đồng bào dân tộc ít người, tránh chồng chéo trong các chế độ chính sách được ban hành, xem xét điều chỉnh chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tránh giàn trải, không đem lại hiệu quả cao. Huy động nguồn vốn nâng cấp giao thông nông thôn, đặc biệt tại các xóm xã vùng sâu vùng xa. Tiếp tục có chính sách cử tuyển đối với con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời bố trí việc làm ngay khi ra trường. Quan tâm ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo. Điều chỉnh một số tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bổ sung chính sách về giao đất giao rừng, chú trọng đổi mới việc ban hành các văn bản pháp luật phù hợp với từng vùng miền lĩnh vực, điển hình như chính sách liên quan đến tinh giản biên chế, bố trí việc làm cho cán bộ công chức dôi dư ở các xã, thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Xem xét nâng mức chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở để đồng bào không theo các tổ chức bất hợp pháp của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lại Xuân Môn cảm ơn các ý kiến tâm huyết của cử tri, đồng thời đã tiếp thu, giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri, yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành huyện Hòa An tiếp thu, tổng hợp các ý kiến kiến nghị theo lĩnh vực phụ trách, có các giải pháp giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri theo phạm vi thẩm quyền của mình. Dịp này, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 đã đến dâng hương tại đền thờ Vua Lê thuộc làng Đền, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An. Đền Vua Lê, thờ Vua Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi Cao Hoàng Đế, nằm trong quần thể di tích thành Na Lữ. Đây là di tích có giá trị lớn về mặt lịch sử, giáo dục truyền thống đấu tranh chống quân xâm lược của nhân dân ta, đồng thời là di sản văn hóa nghệ thuật có giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật của dân tộc. Cũng trong ngày hôm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 6. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử tại các xã Độc Lập, Cai Bộ, Quảng Hưng, Chí Thảo và thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Đơn vị bầu cử số 6 bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 8 xã: Phi Hải, Quảng Hưng, Độc Lập, Cai Bộ, Phúc Sen, Chí Thảo, Tự Do, Quốc Toản và thị trấn Quảng Uyên. Số đại biểu được bầu là 3, số người ứng cử là 5, gồm đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đàm Thu Hằng, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phi Thị Thúy Huê, Chánh văn phòng Sở Tư pháp, đồng chí Ma Thị Lệ, công chức văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa, Bí thư Đoàn Thanh niên khối Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Văn Thường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Hòa. Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, nêu rõ những phương hướng, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành trọng trách là người đại biểu của nhân dân,
tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến tâm tư của cử tri, bám nắm cơ sở, phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri, các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là những khó khăn vướng mắc trong cơ chế chính sách để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Chủ động tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng Nhân dân tỉnh để hoàn thiện các nghị quyết, chương trình hành động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm phát triển kinh tế xã hội, công tác quốc phòng an ninh của địa phương. Với chương trình hành động của mình, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bày tỏ sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, người đứng đầu chính quyền, cùng với tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy và hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của tỉnh theo nghị quyết đề ra. Trước mắt cần tập trung vào một trong những nhiệm vụ trọng tâm như đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cửa khẩu, đổi mới cơ chế chính sách thông thoáng, cải cách hành chính, tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thu hút nguồn lao động có tay nghề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế địa phương. Tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đối với huyện Quảng Hòa, một huyện vừa mới sáp nhập, sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, khảo sát đầu tư mở rộng một số tuyến đường giai đoạn 2021-2026, xây dựng huyện Quảng Hòa trở thành trung tâm kinh tế xã hội của khu vực miền Đông tỉnh Cao Bằng. Cử tri các xã đánh giá rất cao chương trình hành động của các ứng cử viên, khẳng định chất lượng của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn. Đồng thời bày tỏ tin tưởng tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mong muốn các ứng cử viên tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực cho các xã xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà văn hóa xóm sau sáp nhập, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đề án trên địa bàn, đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, quan tâm điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ cấp xã xóm sau sáp nhập, có chính sách phát triển kinh tế cho hộ nghèo, hỗ trợ các mô hình hợp tác xã phát triển, chuyển đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất, đầu tư nước sạch nông thôn và đường điện tại một số xóm, đào tạo giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động thanh niên nông thôn. Cảm ơn các cử tri đã đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định sẽ quyết tâm thực hiện các nội dung chương trình hành động đã đề ra, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi, kỳ vọng của nhân dân. Hết lòng phấn đấu vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Sau hội nghị tiếp xúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã đến thăm và tặng 12 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quảng Hòa. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đến kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại huyện Trùng Khánh và huyện Nguyên Bình. Tại huyện Trùng Khánh, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý cơ sở, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra thực tế, đối với cơ sở kinh doanh nước uống do ông Triệu Ích Trọng, xã Đàm Thủy, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, không có bảo hộ lao động, không tuân thủ theo quy định của cơ sở sản xuất nước dùng liền, chưa lấy mẫu thực phẩm, kiểm thực, không có khu vực sơ chế riêng. Theo đó, đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở sản xuất nước lọc đá lạnh Thác Bản Dốc để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tiêu hủy tại chỗ 87 bình nước lọc đóng bình loại 18 lít và 312 bình loại 500ml. Hiện nay trên địa bàn huyện Nguyên Bình có 12 cơ sở sản xuất thực phẩm, có 164 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, có 43 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, có 60 bếp ăn tập thể trường học. Vừa qua, huyện Nguyên Bình đã thành lập một đoàn kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm tại 8 cơ sở trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, có 100% số cơ sở đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại bếp ăn của trường mầm non thị trấn Nguyên Bình và cơ sở sản xuất miến rong Khánh Hoa, các cơ sở đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, đều thực hiện đúng theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đề nghị huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh để xảy ra các trường hợp đáng tiếc về ngộ độc thực phẩm đối với người dân.
Bản tin 9 giờ 10 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.